Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, theo kết quả rà soát về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ tại một số dự án chung cư trên địa bàn thành phố Nha Trang của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nhiều chung cư ở thành phố Nha Trang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vướng giá đất, nghĩa vụ tài chính, quy hoạch. Cụ thể, dự án chung cư HQC Nha Trang, phường Vĩnh Hòa đến nay không vướng về giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai mà vướng về giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, dự án này chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Tương tự, dự án tổ hợp khách sạn thương mại căn hộ Senior Bay, phường Vĩnh Hải phải xác định lại giá đất thu chênh lệch do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức xác định lại giá đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Sau khi giá đất được phê duyệt, chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì sẽ được cơ quan chức năng giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, dự án chung cư CT2 của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN, khu đô thị mới VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thuộc trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đất đai có liên quan. Vì thế, dự án chung cư CT2 chưa thể xác định giá đất để chủ đầu tư nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước, chưa có cơ sở để cấp sổ đỏ theo quy định. Đối với dự án chung cư Napoleon Castle 1, phường Vĩnh Phước, vào năm 2016, địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và kinh doanh bất động sản Khatoco. Sau này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và kinh doanh bất động sản Khatoco và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Cat Tiger ký kết hợp đồng liên doanh góp vốn và quản lý thực hiện dự án chung cư 25-26 Nguyễn Đình Chiểu. Với pháp nhân liên doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger Cario. Dự án chung cư Napoleon Castle 1 thuộc trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, nên phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức xác định lại giá đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Sau khi giá đất phê duyệt, chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì sẽ được cơ quan chức năng giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với dự án Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, căn hộ khách sạn cao cấp không có loại đất ở, dự án này không vướng về giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai. Đầu năm 2024, bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền theo bản án rồi mới liên hệ cơ quan chức năng để cấp sổ đỏ. Liên quan đến công tác thanh tra các dự án đầu tư xây dựng tại huyện Thuận Thành, nay là thị xã Thuận Thành, thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra nhiều khuyết điểm sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ. Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo số 130 vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, thông báo dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 128 thửa đất là chưa đúng quy định. Dự án chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thông tin chi tiết của vụ việc trên như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, dự án khu nhà ở thôn Đại Trạch có tổng diện tích hơn 67.000 m². Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ SK là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, trong công tác quy hoạch xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ đã tổ chức lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, cơ bản đảm bảo đủ trình tự. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ đã không tổ chức lập và trình phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, không triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ và Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Gia Đông, Công ty Gia Đông, nghiệm thu công tác trích đo bản đồ, địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng ngoài diện tích thu hồi. Đoàn thanh tra xác định giảm trừ trước thuế giá trị gia tăng hơn 16 triệu đồng. Kết luận thanh tra chỉ ra, việc Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ đã vay tiền của cá nhân để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là không đúng quy định. Ngoài ra, xã cũng không gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng người có đất thu hồi. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản ban hành quy chế đấu giá tài sản có điều khoản, tiền đặt trước không phát sinh lãi mà không có sự thỏa thuận của khách hàng chưa đúng quy định. Theo kết luận thanh tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ SK tổ chức thi công dự án hạ tầng kỹ thuật chậm so với thời gian tại quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh,
từ năm 2020 đến năm 2022. Đến thời điểm thanh tra, dự án đang thi công dở dang, chưa hoàn thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ SK tổ chức khởi công xây dựng công trình khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt. Thi công xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt. Đến thời điểm thanh tra, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ SK chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành là phá vỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, để xảy ra vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời còn có trách nhiệm của các phòng, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, tài chính kế hoạch, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với những tập thể cá nhân có liên quan. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể cá nhân có liên quan đến việc ban hành thông báo dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 128 thửa đất chưa đúng quy định. Với những vi phạm xảy ra kể trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành, các phòng ban tham mưu của huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ, Công ty SK, Công ty Gia Đông, đơn vị cá nhân có liên quan chưa thực hiện đúng đầy đủ các quy định về quy hoạch xây dựng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng đưa ra các kiến nghị xử lý về kinh tế, kiến nghị xử lý về hành chính, đồng thời cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm nêu trên, đồng thời có giải pháp khắc phục các khuyết điểm tồn tại đã được thanh tra chỉ rõ. Những ngày vừa qua, dư luận cả nước dậy sóng trước thông tin về loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn. Hai vụ án xảy ra tại hai tập đoàn mà Bộ Công an đã khởi tố đều có những điểm chung như doanh nghiệp dựa vào quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để hối lộ nhằm chi phối, lũng đoạn, gây sức ép nhằm trúng thầu. Một số cán bộ có chức vụ quyền hạn lợi dụng việc gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi như ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong vụ Thuận An hay hàng loạt lãnh đạo Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhận hối lộ trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn của hậu pháo. Trong hai vụ Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn cho thấy đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính của nhiều quan chức, dẫn đến việc sa ngã trước những viên đạn bọc đường. Hai vụ án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn mà Bộ Công an mới phanh phui và đang mở rộng điều tra cho thấy, những doanh nghiệp này đã hối lộ, mua chuộc, lợi dụng người có chức vụ quyền hạn từ quan hệ quen biết, gây lũng đoạn thị trường, làm thiệt hại ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp có năng lực vừa phải, nhưng chúng nhiều gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại các địa phương khác nhau trên cả nước, trong khi nhiều doanh nghiệp lớn lại không nhận được những dự án như thế. Những vụ án như Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn, trước đó là AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu cho thấy đều liên quan tới cán bộ công chức, thậm chí cả cán bộ giữ chức vụ quyền hạn, cán bộ cấp cao. Trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà được cơ quan điều tra ban hành ngày 21 tháng 4. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà. Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi triệt để tài sản. Ông Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phạm Thái Hà có học vị tiến sĩ kinh tế, là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CBA, chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Phạm Thái Hà từng trải qua các vị trí thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, hàm vụ trưởng, thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can
bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị bắt và khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang bị bắt và khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, có 6 lãnh đạo, cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi có hành vi nhận hối lộ như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Kha. Nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít Vĩnh Long cũng được hậu pháo đưa số tiền lớn. Hai vụ án trên đều có những người có chức vụ quyền hạn tham gia và coi một số doanh nghiệp như sân sau để nâng đỡ, tạo điều kiện, thậm chí ưu ái chỉ định thầu chứ không qua đấu thầu như quy định của luật đấu thầu. Theo quy định, chỉ định thầu là trường hợp đặc biệt, hội tụ đủ các yếu tố do luật quy định hoặc cấp có thẩm quyền chỉ định, chứ không phải chỉ định thầu một cách tràn lan như thế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt và đúng tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để rung tiếng chuông cảnh báo đối với người có ý định bao che, đi đêm với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đi đêm với quan chức, khi bị phanh phui sẽ bị xử lý, mang tính chất răn đe cao. Vì sao một số cán bộ được lựa chọn kỹ về năng lực phẩm chất vẫn sa ngã trước những viên đạn bọc đường? Nguyên nhân chính là đồng tiền làm lu mờ phẩm chất và sự liêm chính của một số cán bộ. Khi bị lu mờ bởi đồng tiền, lòng tham, họ sa ngã, mất đi danh dự, phẩm chất mà đáng lẽ cần phải gìn giữ. Những vi phạm xảy ra liên tiếp với các cán bộ cấp cao cần phải xử lý nghiêm, bởi cán bộ cấp cao am hiểu luật, họ cũng từng có tuyên bố, tuyên thệ mạnh mẽ trước Đảng, cử tri và nhân dân, nhưng lại vi phạm nên cần phải xử lý nghiêm. Nhìn vào việc những cán bộ nói trên bị kỷ luật Đảng, ai cũng hiểu được mục đích trong sáng cao nhất của Đảng ta là để làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược, để nhìn về tương lai, để giữ gìn định hướng phát triển của Đảng và đất nước. Việc này cũng thêm một lần nữa khẳng định, quan điểm nhất quán của Đảng ta là duy trì nghiêm kỷ luật, ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm. Ai làm tốt thì biểu dương, khen thưởng, ai làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình. Vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu, xử lý đến đó. Nhưng cũng từ sự việc trên, không khó để nhận thấy, phòng chống tham nhũng tiêu cực là vô cùng gian nan trước những thứ đã cũ kỹ hư hỏng. Công cuộc đó dẫu đã tạo ra nhiều chuyển biến, song đòi hỏi rất lâu dài, bền bỉ, chứ không thể một chốc, một lát là xong. Trước đây, tham nhũng thường mang tính tự phát, còn bây giờ mang tính tổ chức, lợi ích nhóm rất rõ nét. Tham nhũng giờ không còn chỉ một người, một nhóm người, không chỉ còn một cấp mà là nhiều người, nhiều tầng lớp, nhiều cấp. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh với giặc nội xâm nói riêng là mệnh lệnh sống còn của Đảng. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài đã lần lượt được đưa ra ánh sáng và xử lý đúng người, đúng tội. Hàng loạt cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước như Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, đến Ủy viên Bộ Chính trị vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật nhà nước đều đã bị xử lý nghiêm minh. Thưa quý vị, chỉ trong vài năm, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam có trụ sở chính tại số 1240 phố Minh Hà, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tăng vốn gấp 31,3 lần từ 31,94 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã liên danh cùng nhiều ông lớn ngành xây dựng tại nhiều gói thầu nghìn tỷ và từng cùng Tập đoàn Thuận An làm gói thầu hơn 2.000 tỷ đồng. Công ty Phương Nam tăng vốn thần tốc. Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 2001 với ngành nghề chính là xây dựng và cơ khí, chuyên xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng các nhà loại, gia công cơ khí, tráng phủ kim loại. Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam hay còn gọi là Công ty Phương Nam, ban đầu do ông Lê Hồng Phương Đông, sinh năm 1961, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Lê Hồng Sơn, sinh năm 1966, có cùng địa chỉ đăng ký thường trú với ông Lê Hồng Phương Đông. Năm 2014, ngay sau khi tăng vốn từ 31,94 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng, gấp 5 lần, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ có quyết định số 857 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại phường Đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, diện tích gần 54.000 m², trong đó 44.000 m² là đất trồng lúa cho công ty Phương Nam làm chủ đầu tư. Tiếp đến ngày 28 tháng 5 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân huyện Đoan Hùng và Ủy ban Nhân dân xã Sóc Đăng đã tổ chức hội nghị giao đất cho công ty Phương Nam theo quyết định số 923 ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Cụm Công nghiệp và Làng nghề Sóc Đăng, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng với diện tích 15.280,8 m² đất ở, vị trí thuận lợi. Khu đất đã có điện lưới 3 pha, hệ thống cấp nước sạch. Dự án trụ sở làm việc và kho bãi, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, với diện tích 1,91 ha đều là đất trồng lúa. Tại ngày 31 tháng 8 năm 2021, công ty Phương Nam tiếp tục tăng vốn từ 350 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tính ra sau 7 năm, doanh nghiệp đã tăng vốn gấp 31,3 lần từ 31,94 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, vượt trên cả những doanh nghiệp tăng vốn thần tốc nhanh nhất như tập đoàn Phúc Sơn. Công ty Phương Nam và dấu ấn ở các cuộc thầu. Đến nay, công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam đã trúng 49 gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 8.534 tỷ đồng. Công ty Phương Nam cũng được biết tới là nhà thầu quen mặt khi thường xuyên trúng các gói thầu có giá trị lớn ở nhiều đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đơn cử như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Phú Thọ trúng 6 gói thầu với tổng giá trị hơn 1.877 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đền Hùng trúng 6 gói, tổng giá trị hơn 333 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Hạ tầng thành phố Việt Trì trúng 4 gói, tổng giá trị hơn 198 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phù Ninh trúng 4 gói, tổng giá trị gần 221 tỷ đồng. Nhiều gói thầu có sự góp mặt của công ty Phương Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn có tình trạng giá trị tiết kiệm sau đấu thầu đang ở mức rất thấp. Tại gói thầu số 07, thi công xây dựng công trình dự án đường Thanh Thủy – Thanh Sơn giai đoạn 2021-2025, bà Đinh Thị Kiều An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Sơn ký quyết định lựa chọn nhà thầu cho công ty Phương Nam trúng thầu với giá 161 tỷ 158 triệu 852 nghìn đồng, tiết kiệm 35 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 0,02%. Tiếp đến gói thầu số 11, thi công xây dựng công trình đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B, đường huyện P2, cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phú Ninh. Ông Nguyễn Hữu Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh, ký quyết định lựa chọn công ty Phương Nam trúng thầu với giá 185 tỷ 379 triệu 891 nghìn đồng, tiết kiệm 25 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 0,01%. Công ty Phương Nam cùng tập đoàn Thuận An trúng gói thầu hơn 2.000 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại gói thầu số 13, gói thầu xây lắp số 02, thi công xây dựng đoạn km 22 đến km 32, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Liên danh công ty Phương Nam, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam được chỉ định thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 2.078 tỷ 444 triệu 909 nghìn đồng, giá trúng thầu là 2.119 tỷ 499 triệu 688 nghìn đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 1.096 ngày. Gói thầu này tiết kiệm được hơn 41 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 0,01%. Công ty Phương Nam liên tiếp trúng thầu sát giá.
Ngoài sánh bước cùng công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, doanh nghiệp của ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa bị C03 khởi tố vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Tại gói thầu, công ty Phương Nam còn giành được hàng loạt gói thầu tại tỉnh Phú Thọ và các gói thầu trải dài từ Bắc chí Nam với tỷ lệ siêu tiết kiệm cho ngân sách. Tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, công ty Phương Nam trong vai trò liên danh đã trúng gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tuyến đường Vành Đai 5, thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối giữa đường Vành Đai 5 với quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi quốc lộ 2C và Tuyên Quang, giá trúng thầu 1.340 tỷ đồng. Gói thầu có giá hơn 1.342 tỷ đồng, tiết kiệm 1,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 0,1%. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, liên danh công ty Phương Nam cùng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tự lập và công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong chiến thắng gói thầu số 10 thi công xây dựng công trình thuộc dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B. Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái với giá trúng thầu là hơn 1.487 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 594 triệu đồng cho ngân sách, tương đương 0,04%. Năm 2018, liên danh công ty Phương Nam cùng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tự lập trúng gói thầu thuộc dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Đây là dự án đầu tiên trong cả nước vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới World Bank với tổng mức đầu tư 220 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 4.800 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 8 năm 2017, công ty Phương Nam được chỉ định là đơn vị thực hiện gói thầu thi công xây dựng giai đoạn 2 thuộc dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với giá trúng thầu là 325 tỷ 320 triệu đồng. Gói thầu chỉ giảm cho ngân sách 2 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.